Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nâng cấp chiến cơ xét bạc của mình. Mình thấy rằng từ cấp độ trùm 4, trùm 5 nếu không nâng cấp chiến cơ thì rất khó đánh, đặc biệt là với đấu trùm. Nâng cấp xét bạc này rất tốn vàng và kim cương, mình gầy khá nhiều nhưng cũng chỉ nâng cấp được đến cấp 2. Nhưng với level 2 cũng đã rất mạnh rồi các bạn nhé. Với chiến cơ xét bạc, mình thấy là rất phù hợp để vượt qua những bài bắn lính, bài bắn thiên thạch vì xét bạc tự bắn mục tiêu, mình không cần định hướng. Nhiều khi chỉ cần đứng yên một chỗ để xét bạc tiêu diệt hết. Bây giờ các bạn hãy cùng mình theo dõi sức mạnh của chiến cơ xét bạc sau khi được nâng cấp nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh mình nhé.